Rút kinh nghiệm những lần từ thiện trước, lần này Thủy Tiên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự trò chuyện cùng người dân. Cô tới tận nơi đưa mic cho người dân chia sẻ về hoàn cảnh của mình để nắm rõ hơn tình hình, tránh tình trạng phát tiền nhầm người. Không đúng hoàn cảnh, qua việc đưa mic cho người dân chia sẻ, Thủy Tiên và khán giả thấu hiểu thêm nhiều cảnh khổ cùng cực ở vùng lũ. Đây cũng là tình cảm của người dân cả nước gửi về ủng hộ cho đồng bào miền Trung, động viên mọi người vượt qua khó khăn. Và mong rằng chút tiền nhỏ này của người dân cả nước gửi về sẽ chia được phần nào với bà con. Động thái mới của Thủy Tiên đã lập tức nhận được bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.